cape. Mày kia phải con sơn tóc đỏ. Nhưng nó tóc đen mà đại ca. Tao đích cần biết tóc đen hay tóc đỏ nó nợ tao phải không? Để em kiểm tra sổ đã. Chính ló. Chị nhậu đi. À con này, thật ra mày ngồi ở đây à? Ở đây à? Tiền tao mà tính sao? Tính sao đây bạn ơi? Chị cho em xin, em đang kẹt quá chị ơi. Mày khất tao bao nhiêu lâu nay rồi? Bao lâu rồi? Nộp tiền ra ngay. Nộp ra đây. Thế bây giờ em không có thì chị định làm thế nào? Mày lợn tiền là mày căng à? Tao nói cho mày biết, trong cuộc sống này không có chuyện đúng sai. Chủ nợ, con nợ, hôm nay mày nợ chị nào? Tao đánh chết con mày. Alo. Alo. Gì đây? Anh ừ, sao sao? Anh tiếp giờ được không? 3 giờ 7. Đi lại à? Hả? À, ừ nhỉ. Ui giời ơi. Thousand years later. Wait a minute. Đây là logo Liên Chi Hội Đầu Tư. Xin lỗi nhá. Alo. Alo. Okay. Alo. 5 minutes later. Thank you.
muốn gọi anh em về để xem hôm nay có gì vui không? Tại không biết chúng nó như nào, mới lên chỗ có gì vui không nhỉ? Tào hóng lắm. Anh chị căn 57 thân mến, có thể nói rằng khi đi qua mỗi một cột mốc nào đó của cuộc đời, con người ta buộc lòng phải chia tay một thứ gì đó đã từng được coi là quý giá. Nhưng sự chia tay đấy cũng là để đánh dấu rằng cuộc đời đã bước sang một trang mới. Vì vậy, cả 60 chúng em mong rằng sau này có thể chúng ta sẽ không còn được gặp nhau thường xuyên, nhưng anh chị 57 của chúng em vẫn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Mong anh chị hãy nhớ rằng chúng em vẫn còn luôn ở đây chào đón anh chị về với mái nhà đầu tư. Và 60 yêu anh chị rất nhiều. Từng nụ cười lặng im phía sau, chúng tôi mãi không rời, mặc nắng gắt hay mưa ngâu.